Nào nào nào, mọi người im lặng nào, chuẩn bị nghe giọng hát của hướng dẫn viên đi. Soon out at Quentin B, forgot and day of moment time. Thiệt là hay quá à, hướng dẫn viên vừa đẹp trai vừa hát hay nữa, anh có người yêu chưa? Nhảy sâu quá à, đừng nhảy nữa. À, thiệt là mắc hứng quá đây, người ta nhảy muốn chết luôn à, chán quá à. Thôi, đi rửa mặt cái vô ngủ sớm à. Lạnh quá. Ây, trời ơi. Hả? Sao tự nhiên cấp đẻ vậy? Sao tự nhiên tới quá vậy? Mọi người ở yên một chỗ đi, té bây giờ đó. Ai di chuyển vậy? Ủa, tiếng còn gì vậy? Hả? Tiếng của ai vậy? Tiếng của Leo, Leo bị gì đó? Tối quá à, tôi không di chuyển được. Có điện rồi, mọi người bình tĩnh lại đi. Hả, hướng dẫn viên, có chuyện gì vậy? Tôi thấy một con hối hoặc màu xanh. Nó chạy ra từ phòng vệ sinh. À, anh nói cái gì chứ? Con quái vật màu xanh hả? Đúng rồi. Tập tiên tôi thôi, tôi có thấy cái gì đâu. Trong nhà vệ sinh hả? À, Leo ơi, cậu làm gì mà la dữ vậy? Leo, cô, Leo. Xảy ra chuyện gì vậy? Leo, cậu ấy bị ai giết chết rồi? Không. Trời ơi, báo cảnh sát đi. Cậu chỉ đường gì đâu mà tôi đi hoài không tới vậy? Trời ơi, cái khỉ ho còn gáy này cũng có người chết hay sao? Cậu còn dám nói như vậy với tôi? Cậu không biết tôi là thám tử Mori hả? Cái gì chứ? Tôi nổi tiếng như vậy mà cậu không biết hay sao? Ôi, thật là tính gốc đây. Chắc là ở đây rồi. Cái lũ cảnh sát này kêu chỉ đường mà bọn chúng cũng không biết nữa. Đúng là ngu ngốc. Cũng may mình trốn theo chú Mori đó. Nếu ông ấy đi một mình, chắc chắn sẽ làm hư mọi chuyện cho ba xem. Mình phải vào bên trong xem hiện trường vụ án như thế nào mới được. Sao rồi hả các anh cảnh sát? Các anh đã điều tra tới đâu rồi? Xin chào thám tử, tôi đang hỏi cung. Vậy tôi không làm phiền, cậu tiếp tục đi. Tôi vẫn ngồi bên cạnh những cô gái đây nè. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân rột. Tự nhiên sáng tiện lên thì thấy anh hướng dẫn viên đã nhảy xuống cái mặt trời đó. Xin chào cô gái. Nạn nhân chết đó có mối quan hệ gì với cô? Đó là bạn trai của tôi. Chúng tôi định kết hôn với nhau. Thôi được rồi. Tôi đã hỏi cung anh xong rồi. Bây giờ anh qua ghế này ngồi yên một chỗ cho tôi, không được đi đâu đó. Ôi, cái lão thám tử này, thấy gái đẹp là lúc nào cũng sáp sáp, quên hết công việc. Này thám tử ơi, ông có thể giúp bọn tôi đi tìm dấu vết của hung thủ được không? Hiện tại nàng nhân đã chết trong phòng vệ sinh. Thôi được rồi, anh cứ hỏi cùng tất cả những người nghi ngờ trong khu vực này cho tôi đi. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra được hung thủ đâu mà. Không có kẻ nào có thể thoát khỏi cặp mắt và sự thông minh của thám tử Mori này đâu. Nãy giờ anh đã chụp hình và kiểm tra thấy dấu vết gì thất thường hay không? Thám tử, tôi thấy dường như nạn nhân đã bị ai đó dùng một vũ khí sắc nhọn đâm xuyên vào sau lưng. Nơi này thì làm gì có người? Chắc chắn là xung quanh khu vực này có một con thú dữ nào đó. Khi thấy có người xuất hiện tại căn nhà vắng vẻ này, con thú dữ đó đã vào và tấn công người đàn ông trời này. Trời ơi, thám tử xây lẫn sắc bán ghê luôn á. Không đúng. Chắc chắn tên hung thủ này là ai vậy? Là một thằng nhóc vậy? Sao giọng quen quá vậy? Hả? Conan, ôi trời ơi, nó theo mình hồi nào vậy? Là người quen của thám tử Conan hả? Conan này, sao mày lại đi tới đây? Chú Mori, hãy nhìn kìa, ở dưới sàn có bánh báo kìa chú Mori. Đúng rồi, bánh báo dẫn đi đâu đó? Chắc chắn, tên hung thủ đó đã để lại rồi. Nếu chúng ta lần tới bánh báo, thì chúng ta sẽ tìm được gì đó. Đằng này cũng có nè. Chú Mori ơi, ở đây có cái dao gọt trái cây chín sơn màu đỏ nè. Đúng rồi. Hung khí kìa. Tôi đã phát hiện được hung khí rồi. Là một con dao sắc trái cây. Hắn chắc chắn đã sử dụng con dao này để tấn công người đàn ông chết trong toilet. Nhưng mà thám tử Mori à, anh có hướng dẫn viên du lịch, anh ấy thấy một con quái vật màu xanh mà. Quái vật thì làm gì biết sử dụng dao chứ? Thì con quái vật đó nó thấy người ta dùng dao, nó cũng có thể dùng thì vậy.
chắc chắn còn điều gì đó. Hả? Ở đây cũng có vết máu, chẳng lẽ ở dưới kia hay sao? Nếu di chuyển một đoạn đường xa như vậy thì đã để lại vết máu xuyên suốt rồi. Mình hiểu rồi, tình xác nhân đó chắc chắn có mặt tại căn nhà này. Và đây chính là bộ đồ hắn đã mang vào để có thể gây án, khiến cho người khác tưởng hắn là một tên quái vật. Ủa, sao lại cúp điện lên? Tiếng của ai vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người mau giữ nguyên vị trí, hãy đứng im. Rốt cuộc là kẻ nào gây ra chuyện này? Mọi người hãy bình tĩnh lại. Tôi đã biết kẻ nào là hung thủ rồi. Tôi đã suy luận chính xác. Đó chính là một con quái thú. Thám thử Murray à? Nhưng mà rõ ràng tôi có thấy cái gì đâu. Tôi đang đứng cạnh anh ta mà. Tự nhiên anh ta ngã xuống cái đồng mà. Vậy chẳng lẽ là một trong số những người ở đây hay sao? Vậy được rồi, tôi sẽ ra tay. Này, anh là Michael đúng không? Đúng rồi. Vừa nãy cúp điện, anh đã làm gì? Tôi ngồi im trên ghế mà. Sếp cảnh sát kia kêu tôi không được gì đâu. Còn hai cô gái này, nãy cúp điện có di chuyển hay không? Sếp ơi, hai cô gái này nãy tôi quan sát, họ ở bên cạnh tôi mà, không di chuyển đi đâu hết. Kỳ lạ, chẳng lẽ là những cảnh sát này là hung thủ hay sao? Không thể nào. Vậy đúng rồi, tôi chắc chắn một điều, ở đây có quái thú. Nhưng mà nãy giờ rõ ràng chúng ta có nghe tiếng con gì đó. Chắc con này là một chủng mới đây. Nếu là quái thú thì cần gì nó phải nấp và ra tay lúc tắt đèn chứ. Không được, mình phải kiểm tra căn nhà này. Chắc chắn căn nhà này có vấn đề. Thám tử Murray ơi, ngài có kiểm tra hai cái xác nữa hay không? Nếu không chúng tôi sẽ đưa về nghiệm thi. Đừng thấy có ghét. Chẳng lẽ tên hung thủ là một tên sát nhân, hắn sống trong căn nhà này hay sao? Mình phải khám phá trên đó mới được. Ở đây có rất là nhiều phòng, dường như mỗi phòng này vẫn còn người ở. Căn phòng này không có gì hết, căn phòng này cũng vậy, chẳng có gì hết. Còn căn phòng này chắc là phòng vệ sinh rồi. Sao nhiều người chết thế này? Thám tử Murray à, ông có còn muốn coi hai cái xác này nữa không? Thôi, được rồi, tôi đã xác định được hung thủ là mạnh thú rồi. Vậy thì mấy anh nhanh chóng chuyển những cái xác này về bệnh viện đi, cho họ khám nghiệm tử thi. Trời ơi, hồi quá, dường như rất là nhiều người đã bị giết từng giai đoạn khác nhau. Sau đó tên hung thủ đã đem những người này bỏ lên trên căn phòng vệ sinh này, hả? Ôi, chết tiệt thật, trời lạnh quá, rồi phải nhanh chóng lên về bệnh viện khám nghiệm tử thi hai tên này. Mày đã bảo khu vực này nguy hiểm, đừng có lên đây du lịch mà cứ đi ngoài. Mình phải ra bên ngoài kiểm tra coi có dấu chân của kẻ nào đáng nghi hay không. Chẳng có mình mối gì hết, tên này chắc chắn là một kẻ rất tàn độc, hắn ra tay rất nhanh, mượn bóng tối để giết người. Bên ngoài cũng chẳng có dấu vết gì hết. Sao có tiếng đụng nổ vậy? Là chiếc xe cảnh sát vừa mới đi hồi nãy. Có chuyện gì vậy? Này, chú cảnh sát, có chuyện gì vậy? Chú cảnh sát, chết tiệt thật. Tại sao mình không nhận ra chứ? Chú cảnh sát này đã từng nhìn thấy hắn. Chắc chắn hắn là người ở trong căn nhà. Rồi chú mày sẽ chết hết. Tao sẽ giết từng thằng. Tao sẽ mang bộ đồ này vào. Trời ơi, tôi mệt quá rồi. Bây giờ cho tôi về đi. Tôi muốn về nhà. Ở đây tôi mọi người cứ bình tĩnh lại đi. Hả? Sao lại cúp điện vậy? Ủa, điện của ai la vậy? Có điện rồi nè. Chết người rồi kìa. Tiếng bước chân ở đâu vậy? Tên là hung thủ chạy rồi kìa. Mau đuổi theo. Lũ cảnh sát vô dụng. Chết tiệt. Là một tên nhóc. Đúng vậy, tên giết người kia. Ta đã biết người là ai rồi. Người giả chết để đánh lạc hướng tất cả mọi người. Cái thằng nhóc này, vì tao sẽ thủ tiêu mày luôn. Dây cường kích, cho mày ăn giày của tao nè. Không đơn giản như vậy đâu.
Em không thở giết rồi, ngươi không chạy được thoát đâu. Mau, mau ra đây, mau đầu hàng đi. Rõ ràng mới thấy hấp. Là tên hướng dẫn viên. Mọi người tránh ra đi, mọi người tránh ra đi. Không ngờ tên hướng dẫn viên này là kẻ sát nhân. Hắn đã giả vờ mang bộ đồ quái vật này để giết người. Chắc có lẽ hắn chạy gấp gáp và vô tình té đập đầu xuống đất đi mà. Thiệt là hết nói nổi chú Mori luôn à. Về nhà thôi.